cô bán phở đường buồn xa. Làm ơn cho tôi một tô phở tay, bỏ ớt cho cay, bỏ hành cho thơm. Mà tay cô kia có dơ gì không nè? Sao cô lặng yên mắt quay nhìn xa vời? Cơ cơ làm sao cô không trả lời? Hỡi anh khách đó cứ sao lại nói khay? Hỏi từ qua Mỹ tới nay được bao ngày, mà sao thấy anh dòng chơi thế này? Tiền anh mỗi khi tiêu vài vay. Thời này con gái thích yêu người trai thích cho dày, thích yêu người trai biết đi cày có credit card. Thì ra là vậy. Biết em thích người có nhiều đô la, rồi đây em coi đời anh sẽ kha. Vì muốn yêu em xá vì ba ca, tình yêu đôi ta sẽ như là tô phở gà. Cho thêm lòng non trứng non vào đi bà, đứng đó làm chi cho xin bình trà. Nếu anh nhất định tính chuyện trăng hoa, sao mời anh ăn thêm một tô nữa nha. No quá rồi em ơi, ăn sao nổi. Và nhớ hai tô tính tiền nghe cha. Chuẩn free chứ. Chờ khi anh mua biếu em một căn nhà. Gì vậy? Bao nhiêu tiền lương nhớ đưa về cho bà. Lúc đó thì em tin anh thật thà. Trời đất ơi, mắc mớ gì lương của tôi đưa hết cho bà. Bà làm như bà nội người ta vậy. Đánh tôi vậy đấy. Muốn lấy tôi thì phải đưa hết lương cho bà. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi, đi chỗ khác chơi. Bà đây cóc cần. À thì ra là vậy. Thế là muốn lấy em phải đưa hết cho em phải không? Mà có thiệt không, nói là đưa hết rồi mà không chịu lấy tôi là có chuyện đó nha. Ơi anh khách đó cứ sao lại nói khay? Hỏi từ qua Mỹ tới nay được bao ngày, mà sao thấy anh dòng chơi thế này? Tiền anh mỗi khi tiêu vài vay. Thời này con gái thích yêu người trai thích cho dày, thích yêu người trai biết đi cày có credit card. Biết em thích người có nhiều đô la, rồi đây em coi đời anh sẽ kha. Vì muốn yêu em xá vì ba ca, tình yêu đôi ta sẽ như là tô phở gà. Cho thêm lòng non trứng non vào đi bà, đứng đó làm chi cho sinh bình trà. Nếu anh nhất định tính chuyện trăng hoa, nhất định mà, mời anh ăn thêm một tô nữa nha. No lắm rồi em ơi. Và nhớ hai tô tính tiền nghe cha. Làm như tốt lắm nhỉ. Chờ khi anh mua biếu em một căn nhà. Biếu liền, biếu liền. Bao nhiêu tiền lương nhớ đưa về cho bà. Đưa hết, đưa hết. Lúc đó thì em tin anh thật thà. Đôi ta cùng nhau mở chung tiệm phở gà. Lúc đó thì em sẽ lên làm bà. Đôi ta cùng nhau mở chung tiệm phở gà. Lúc đó thì em sẽ lên làm bà.